chúng ta đang đi đâu vậy? Sắp đến rồi, cố lên. Mình chưa đến chỗ này bao giờ. Xin lỗi, sắp tới chưa chị? Đi đâu? Đi làm gì? Mình còn không biết mình làm gì. Tới nơi rồi. Chúng ta đang nhìn gì vậy? Mình cũng không biết nữa. Đó là gì vậy? Đội khám phá dấu duyên chào mừng tới văn phòng mới. Không cần cảm ơn chị đâu. Đây là nhà sinh hoạt của chị hồi bé. Vì nó bỏ hoang cũng đã lâu rồi, nên bây giờ trống rỗng và nằm ở khu xa cánh đồng. Chờ các em đó. Chỉ là nó cần được sửa sang một chút xíu. Sửa sang lại một chút hay là sửa sang lại nhiều thứ vậy chị? Chị Bánh Táo, tụi em phải biến nơi này thành nhà sinh hoạt thật hay sao? Phải, biết đâu các em sẽ có dấu duyên khi biết năng khiếu của mình là... dọn nhà cửa. Có những phép nhiệm màu, tình bạn này không bao giờ phai. Những chuyến phiêu lưu đang đón chờ, khó khăn không nhiều chi đam mê. Hãy biến những đam mê thành hiện thực, hãy biến những đam mê thành hiện thực. Hãy giữ lấy tình bạn như là những phép màu. Hãy luôn quý và hãy nâng niu tình bạn nhiệm màu, tình bạn nhiệm màu. Bộ phim Bonnie tình bạn diệu kỳ. Tập phim giải thưởng hài hước. Gì vậy? Wow! Chào Scoot Lou, đã về rồi sao? Bạn lái xe trượt giỏi thật đó. À, có gì khó đâu, bạn làm hết rồi sao? Mình đã gắn lại cửa, vá lại lỗ hổng, rồi lợp lại mấy nhà rồi, thì quét sơn. Bạn giỏi thật, còn xinh xắn đang làm gì? Chúng tôi chính là đội khám phá dấu duyên. Chúng tôi không ngừng phiêu lưu. Tìm thấy bạn rồi xinh xắn. Đó, mình đã nói cứ lần nào theo giọng hát là sẽ tìm thấy bạn ấy mà. Bạn hát bài gì hay vậy? Mình đang sáng tác bài hát cho đội khám phá dấu duyên chúng ta. Tuyết! Dạy mình đi. Mình mới nghĩ ra được một đoạn thôi, nhưng cũng được. Mọi người đều nói chúng ta sẽ có dấu duyên khi thời khắc thực sự đã điểm. Và khi chúng ta biết chúng ta phải làm gì, tài năng chúng ta sẽ tỏa sáng. Chà, xin chào đội khám phá dấu duyên. Mấy em sửa nhà cũng được lắm đó. Tiếp theo là gì? À, giờ tụi em đã có nhà sinh hoạt và bản đồ làng Pony nữa nè. Cả bài hát riêng của đội khám phá dấu duyên nữa. Bài hát tụi em sẽ đi vòng quanh làng để tìm năng khiếu, là một cuộc phiêu lưu để có được cái dấu duyên. Không hòn đá nào cản được, không ngọn núi nào chắn được, không món ăn nào làm khó được. Vớ nào cũng mang. Rồi, chị hiểu rồi. Kế hoạch nghe có vẻ hay đó. Còn chị thì không, quả táo nào không thể hái. Gặp các em sau. Sẵn sàng đón nhận dấu duyên chưa các bạn? Sẵn sàng.
Em không biết gì đâu nha. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Mình chắc chắn không có năng khiếu quản lý thư viện. Tốt hơn nên vậy. Gì vậy? Các em, chị nghĩ là các em chưa làm đúng cách. Thay vì cố làm những việc không quen thuộc thì tại sao chúng ta không thử những việc mà các em thích thú? Và cô đã có sẵn kế hoạch xuất phát đây. Buổi biểu diễn tài năng cho mọi người xem. Hãy tham gia vào buổi diễn năng khiếu của trường Pony. Giải thưởng nào cũng có hết. Màn diễn ấn tượng nhất, hài hước nhất hoặc ảo thuật giỏi nhất. Chắc chắn các em sẽ tìm ra năng khiếu. Đây đúng là nơi hoàn hảo để khám phá ra năng khiếu. Tung hứng, diễn kịch, làm ảo thuật, múa tập thể, hoặc đi trên cây hay thuần hóa cọp. Chị thấy là hình như các em lạc đề rồi đó. Hãy nghĩ về những việc mà các em thấy có hứng thú, những việc mà các em nghĩ mình giỏi. Dạ, tụi em sẽ làm được. Phải, chắc chắn được. Và dù chúng ta làm gì thì cũng với tư cách đội khám phá giáo viên. Xinh xắn, chị đã nói đừng động vào đồ của chị. Trả lại vải cho chị đi. Tụi em chỉ muộn cho buổi biểu diễn năng khiếu thôi. Chị đừng lo, em hứa sẽ trả lại cho chị mà. Cảm ơn anh niềm nở, tụi em sẽ trả cái quạt lại sớm thôi. Mình lấy quạt làm gì vậy? Cứ tin mình đi. Được rồi, vậy là 6 miếng gỗ, ván ép 4x8 và một hộp đinh, 4 lon màu nước và 4 cây cọ, còn gì nữa không? Còn thiếu hướng dẫn sử dụng đối với 6 miếng gỗ, ván ép 4x8 và hộp đinh, 4 lon màu nước và 4 cây cọ. Sách, hình họa về ma và yêu tinh cùng với quái vật. Mấy em cần cuốn đó làm gì? Chị sẽ thấy, cảm ơn. Tụi em sẽ trả lại sau khi xong việc. Em nghĩ các em ấy định làm gì? Em không có ý kiến. Vì em không biết mình nên thấy vui hay sợ hãi nữa. Mình mong là tụi mình cùng một nhóm. Mình cũng vậy. Vậy tụi mình sẽ làm gì đây? Tất nhiên là một bài hát thật hay và ấn tượng trong cuộc thi. Phải, cùng với phong nền lộng lẫy và trang phục thật đặc sắc, các vũ điệu sôi nổi, chắc chắn sẽ tuyệt lắm đây. Xinh xắn nè, mình nghĩ bạn nên làm ca sĩ. Sao? Mình không muốn phải hát trước đám đông đâu. Chị lấp lánh nói mình làm những gì mình thích. Và mình thích trở nên giống như chị lạ lùng. Mình muốn thiết kế trang phục. Thôi được, bạn phụ trách trang phục và phong nền nha. Còn Scoot Lou, bạn rất giỏi biểu diễn trên chiếc xe đẩy. Vậy nên bạn sẽ muốn minh họa nha. Kiểu như nhảy qua nhảy lại á. Không, mình thích hát nhạc rock ballad hơn là nhảy múa. Sao bạn không biểu diễn mấy điệu nhảy đó đi táo hoa? Mình không biết nhảy múa thế nào. Nhưng mình rất thích kung fu. Nó cũng hơi giống nhảy múa. Quyết định vậy nha. Chúng ta bắt đầu. Một, hai, ba. Ôi. Ồ. Ồ, táo hoa, bạn đang làm gì vậy? Cứ như mình có 4 chân trái ấy. Mình không thể nào xoay vòng được. Đừng có ngốc như vậy. Bạn cứ giữ đầu mình về phía trước cho tới phút cuối cùng như vậy nè. Đó, dễ như ăn cháo. Bạn cứ luyện tập cho nhiều vào là giỏi thôi. Wow, nhìn đúng là dễ thật. Cảm ơn. Được rồi, để mình thử lần nữa. Mình không sao. Tiếp tục tập đi. Tất nhiên rồi. Chúng ta đánh trận và đi đường, trò chuyện, ăn đồ, ăn bằng cái miệng của chúng ta. Mình không thể nghĩ ra được gì cả. Không thể. Quay lại. Đóng giải ngốc này. Nè Scoot, bài hát ra sao rồi? Ôi trời, nghiêm trọng vậy sao? Mình không giỏi viết lời hát. Còn giai điệu thì phải nói là vô cùng khó. Làm gì mà tệ quá vậy? Với giáo viên chúng ta cùng rung chuyển Equestria. Và chúng ta dùng dạ dày để cùng tiêu hóa. Cái này tốt, nhưng bạn thấy sao nếu sau khi mình đánh trận?
không có điều gì phải sợ hãi. Chỉ cần chúng ta biết phải làm gì sau đó. Để giáo duyên ơi, xuất hiện đi. Wow, đúng là hay thật. Bạn chỉ vừa mới nghĩ ra thôi sao? Ờ, phải, đúng vậy. Cảm ơn, mình sẽ dùng lời bài hát đó. Ôi không! Một, hai, ba, bốn, năm. À! Bạn xoay vòng sao rồi táo hoa? Mình nghĩ là mình chỉ biết chơi trò đấm đá thôi. Bạn có biết ngựa chỉ có bốn chân không? Mình sẽ không bao giờ là nhà thiết kế giống như chị lạ lùng. Nè, sao mà nghiêm trọng vậy? Sao bạn không dùng mannequin? Nó sẽ giúp bạn làm mẫu vẽ và sắp xếp vải viền đúng chỗ rất dễ dàng. Tác dụng của nó là vậy à? Có lẽ là bạn nên rửa cọ trước khi sử dụng màu khác. Vậy mà mình không hiểu tại sao màu vẽ của Như buồn. Bạn không dùng công cụ hỗ trợ phải không? Hội thi năng khiếu đã sắp tới rồi, không biết tụi nhỏ ra sao nữa. Xin lỗi Scoot Lu, không sao đâu. Xin lỗi Scoot Lu. Mình xin lỗi xinh xắn. Cùng hát lại đoạn điệp khúc nào. Ôi trời, đúng là không thể ngờ được mà. Mình nghĩ là đã chuẩn rồi đó. Mình cũng nghĩ vậy, các bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng hơn bao giờ hết. Chị thấy tụi em tập giỏi không? À, có. Vậy tụi em được không? Không nói nên lời. Mình đã nói cứ vậy tiếp tục mà. Mọi người sẽ không nói nên lời. Yay! Im luôn thì có. Và sau khi đếm tới ba, bạn thỏ dễ thương sẽ biến mất. Và một thứ ngon lành sẽ xuất hiện thế chỗ bạn thỏ. Một, hai, rồi ba. Ủa, đâu mất rồi? Đống cà rốt đâu rồi? Ốc sên. Ốc sên. Mời mọi người một tràng pháo chân. Cho tiếp một ảo thuật vừa rồi nha. Tiếp theo, hai thí sinh là Nắng Hồng và Bánh Đào sẽ cùng mô phỏng một bài thơ yêu thích của họ bằng dây ba tin. Chỏng vó nha. Nè xinh xắn, bạn nói kỳ vậy. Không, ở đây người ta coi câu chúc may mắn là điềm gỡ, cho nên phải chúc ngược là chỏng vó mới đúng. Chào các em của chị, chuẩn bị ra sao rồi? Rất hồi hộp. Đừng hồi hộp, các em sẽ tỏa sáng thôi. Phải nhớ là làm những gì mà mình giỏi nhất. Chị mong được nghe em hát xinh xắn à. Tại sao người nào cũng nghĩ là em sẽ làm ca sĩ vậy? Thật ra thì chị lấp lánh thôi. Em sẽ là giọng chính tối nay. Và em sẽ là mối chính. Em là phụ trách phần trang phục và phong nền nữa. Sao chị biết? Thật không vậy? Chắc em có chắc. Nhóm khám phá dấu duyên tiếp theo nào. Chỏng vó nha. Chúc chỏng vó may mắn. Hãy xem bà chú ngựa con đáng yêu sẵn sàng hát phục vụ mọi người. Hãy lắng nghe câu chuyện của chúng tôi và chúng tôi sẽ hát thật là to. Khi con là một bé ngựa nhỏ và hông của bạn vẫn trống không, giống như mặt trời không bao giờ mọc khi bạn còn ngóng trông dấu duyên. Hãy cùng ba chúng tôi ra đánh trận. Không có điều gì phải sợ hãi, chỉ cần chúng ta biết phải làm gì sau đó. Để dấu duyên ơi xuất hiện đi. Chúng tôi là đội khám phá dấu duyên. Trên con đường khám phá mình là ai, chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng đi tới.
đến khi chúng tôi có được giáo duyên. Mọi người nói rồi cũng sẽ có thôi. Khi thời khắc thật sự đã điểm, chúng ta sẽ biết chúng ta cần phải làm gì và tài năng sẽ được tỏa sáng. Nhưng không đâu, điều đó thật là không dễ và thật khó khăn khi chờ đợi. Chúng tôi thi thố tài năng ở khắp nơi tới khi mặt mày của chúng tôi xanh lét, vì chúng tôi là đội khám phá giáo duyên. Trên con đường tìm hiểu bản thân, chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng đi tới đến khi chúng tôi có được giáo duyên, vì chúng tôi là đội khám phá giáo duyên. Trên con đường tìm hiểu mình là ai, chúng tôi sẽ không bao giờ ngừng đi tới cho đến khi chúng tôi có được giáo duyên. Mọi việc không diễn ra như chúng ta mong đợi. Mình không thể tin họ lại cười chúng ta. Chúng ta tệ vậy sao? Ra nào các em, đã đến lúc trao giải rồi. Ra lại hả? Không, họ sẽ cười nữa thôi. Phải, nên làm gì đây? Phải có tinh thần thể thao chứ. Các em đã rất nỗ lực nên phải tự hào. Lên nhanh đi. Xin chú ý đến các bạn trẻ tài năng của chúng ta. Giải thưởng đầu tiên là của bờm ngắn và ốc sên, ảo thuật xuất sắc nhất. Nè, của mình sáng hơn của bạn đó. Còn của mình thì lớn hơn. Lớn hơn hả? Vậy thì mình nặng hơn. Giải thưởng tiếp theo dành cho hai bạn nắng hồng và bánh đào, màn biểu diễn ấn tượng nhất. Và cuối cùng, giải thưởng cuối cùng của sự kiện lần này. Sẽ thuộc về nhóm khám phá giáo duyên. Hả? Màn diễn hài hước nhất đêm. Mấy bạn tin được không? Chúng ta thắng rồi. Mình biết tụi mình rất tuyệt mà. Còn chuyện nữa tuyệt vời hơn là chúng ta thắng giải và chúng ta có giáo duyên. Chúc mừng nhóm khám phá giáo duyên, diễn hay lắm. Cảm ơn chị Lấp Lánh. Nè, tại sao các em lại buồn vậy? Tụi em đã cố gắng và cuối cùng đã thắng giải, nhưng tụi em vẫn chưa có giáo duyên. Đó là giải thưởng mà tụi em mong muốn nhất. Ồ nè các em, tụi em biết tại sao rồi. Phải, tụi em biết rồi. Sao? Nói xem nào, chị rất vui khi có thể báo cáo với công chúa. Chắc tại tụi em cố gắng quá sức. Phải. Và thay vì ép bản thân làm những điều không phù hợp với mình, Phải thì nên theo đuổi khả năng thật sự của mình. Và đó là hài kịch. Táo Hoa ơi, em làm được rồi. Mấy chị thấy giải thưởng không? Tụi em hài hước không? Một ngày nào đó